BBTV. Chào mừng các bạn đến với chương trình Vòng Quay May Mắn. Và sau đây tôi xin phổ biến thể lệ của cuộc chơi. Thì trước mặt của các bạn có 3 cái chuông. Khi tôi đọc câu hỏi thì các bạn sẽ lắc chuông để giành quyền trả lời. Ai lắc chuông trước sẽ được trả lời, và trả lời đúng thì sẽ được một vòng quay trên đây. Trước mặt tôi là cái vòng quay may mắn. Và còn bên kia là những phần thưởng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và sau đây tôi xin đọc câu hỏi. Trên chiếc máy bay chở 500 viên gạch, một viên bị rơi, hỏi còn bao nhiêu viên? Hết. Mời tiếp. Câu trả lời của mình là còn 499 viên. Chính xác. Yeah. Cảm ơn. Kẹo mút. Wow. Tên tên. Chúc mừng Tiết đã quay chúng một cái phần thưởng, đó là kẹo mút. Cảm ơn ạ. Và không sao, còn rất nhiều câu hỏi. Hai bạn cố lên nha. Cố lên. Đây là một câu hỏi vui. Cái gì chúng ta không thể ăn vào buổi tối? Xin mời Hà. Trả lời của mình đó chính là bữa sáng và bữa trưa. Chính xác, xin mời Hà. Quay nào. Mát lừa. Mát quá. Không quá, mát luôn. Xin mời Hà về vị trí. Còn sao, có lẽ lần này Hà không được may mắn. Chúng ta sẽ cố lên, còn rất nhiều câu hỏi. May mà mình chưa được quà nào đấy. Sẽ là câu hỏi tiếp theo. Trong một cuộc thi chạy marathon, bạn vượt người thứ hai, bạn sẽ được đứng ở vị trí thứ mấy? Hết. Mời tiếp. Câu trả lời của mình là đứng vị trí thứ nhất. Sai. Câu trả lời của ai? Câu trả lời khác không? Khoan, bạn vượt người thứ hai. Bạn vượt người thứ hai á? Đúng rồi. Mời anh. Tiếp đã bắt lừa người. Bạn vượt người thứ hai. Bạn sẽ đứng ở vị trí thứ mấy? 3 2 1 Mình xin được trả lời. Mời tôi vào. Đứng ở vị trí thứ hai. Chính xác. Tại sao? Tại vì bạn vượt cái người vị trí chạy vị trí thứ hai. Bạn nhớ thứ hai nhất. Bạn đâu có ngược vị trí thứ đâu. Đây, thử mình quay. Chi. Ôi, kẹo kêu. Bắt hút vào. Quay lại đi. Đây là nằm giữa, chính giữa cái bàn thưởng rồi. Quay lại hả? Xin mời Trung Hà quay lại. Mắt lực. Yeah. Chúc mừng Trung Hà. Sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo. Trong mỗi năm thì tháng 7 có 31 ngày. Hỏi bao nhiêu tháng có 28 ngày? Xin mời Hà. Câu trả lời của mình là 1 tháng. Sai. 2 tháng. Sai. Còn Tuyết thôi, để trả lời. Xin mời Tuyết. Câu trả lời của mình là 4 tháng. Sai. Không được trả lời. Anh sẽ đọc lại câu hỏi. Mỗi năm trong năm thì tháng 7 có 31 ngày. Vậy hỏi bao nhiêu tháng trong năm còn lại là có 28 ngày? Xin mời Hằng. Câu trả lời của mình là 12 tháng. Chính xác. Tháng nào cũng có 28 ngày mà. Tháng 2 có 28 ngày, cũng có nghĩa là 28 ngày. Xin mời Hằng quay. Quay nào. Lộ hoa. Yeah, mình sẽ lấy lọ hoa này. Đẹp quá. Đẹp nhỉ. Mình thích cái thuyền kia lắm. Chính mình sẽ lấy thuyền. Sau đây sẽ là một câu hỏi điền chữ vào chỗ trống. Các bạn nên nghe rõ câu hỏi để có câu trả lời chính xác. Na là con gái của Nam. Vậy Nam là .. gì của Nam? Mời Tiết. Câu trả lời của mình là Nam là bố của Nam. Chính xác, xin mời Tiết. Quay nào. Em đừng gì đây. Cố lên.
lớn. Bút màu. Chúc mừng Tiến. Cảm ơn ạ. Yeah. Đẹp quá. À, đây là một cái câu hỏi về thế giới động vật nhưng có một chút mẹo. Tại sao sư tử lại ăn thịt sống? Hết. 5 4. Mời Thu Hào. Tại vì nó thích. Đấy là món ăn ưa thích của sư tử mà. À, sai. Mời Tí. Tại vì sư tử không biết nấu ăn. Chính xác. Mời Tí. Sai vậy. Đúng rồi, sư tử không biết nấu ăn. Kèo mút. Chúc mừng Tí. Mình sẽ lấy kèo này. Tí trả lời đúng rất là nhiều nhưng chỉ quay là kẹo mút thôi. Có lẽ Tiến đang có duyên với kẹo vậy. Sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo. Xu Hào và Hành, cố lên. Cố lên. Đây, cái gì đen khi mua nó, khi đỏ khi sử dụng nó và xám khi vứt nó? Hết. Mời Xu Hào. Cục than. Chính xác. Yeah. Mình quay lại. Phần thưởng gì đây? Bút màu. Chúc mừng Xu Hào. Mình sẽ lấy bút màu 1 cam. Ở đây là một câu hỏi đố mẹo nha. Con gì biết đi mà người ta nói nó không biết đi? Hết. Con gì biết đi? Mời Xu Hào. Con ăn lành. Sai. Mời Hằng. Câu trả lời của tôi là con bò. Chính xác. Đây là một câu hỏi đố mẹo nha. Trong cái quả núi thì các bạn đã biết thì có rất nhiều núi ở nước ta. Vậy hỏi núi nào được chặt ra từng khúc? Mời anh. 5 4 3. Núi Thái Sơn. Chính xác. Wow. Tại sao không biết vậy? Tại vì núi Thái, Thái có nghĩa là thác. Mong rằng lần này sẽ may mắn hơn. Mất quà. Cố lên. Bà Hàng muốn trúng thuyền không? Thuyền nào? Thuyền nào? Thuyền, thuyền, thuyền. Mất quà. Mất quà. Mất lỡ. Mất lỡ. Ồ luôn. Cái đồng hồ này. Yeah. Có lẽ là. Đó là đẹp luôn. Chỉ cần nhẹ một chút xíu nữa thôi đó là Hàng đã mất lỡ tiếp rồi. Chúc mừng Hàng nha. Chúc mừng nha. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi về động vật. Có một đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Hết. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Sau đây sẽ đáp án của chương trình đó là 24 con. Tại sao ạ? Chuột điếc là chuột bị hư tai. Hư tai là 24. Khổ quá. Câu hỏi này các bạn không có đáp án. Không sao, chúng ta sẽ còn rất là nhiều câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo đây là một câu hỏi về động vật tiếp. Đó là gấu nào có lông nhưng không có thịt? Hết. Mình đây, mình đây, mình đây, mình đây. Mời anh. Hai thao hàng không chung trước, mời anh. Câu trả lời của mình là gấu bông. Chính xác. Mời anh hãy quay quay. Mình ta bị nhớ. Mình cầm nhầm cái chuông. Cái nào mang là cái thuyền? Quà gì đây? Thuyền nào? Thuyền nào? Thuyền, thuyền, thuyền nào? Mất thuyền quà. Nào? Mất thuyền quà. Nào? Mất thuyền nào? Mất quà. Mời anh dành chỗ. Xin mời anh trả lại quà đi. Từ không chịu đâu. Từ con sao? Sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo. Không sao, Hàng sẽ nghe rõ câu hỏi sẽ kiếm một câu trả lời khác. Đó là trên thế giới có rất nhiều loại trái. Hỏi trái nào có nhiều hoa nhất? Trái nào có nhiều hoa nhất á?
Đúng rồi. Mời anh. Giải đất à? Chính xác. Wow. Mình sẽ thấy được rồi. Đấy là lỗ ai lúc nãy. Lại mất lượt nè, lại mất lượt nè. Mất lượt à? Đến giờ này thì... Mình không còn gì để mất nữa rồi. Mất quà. Bút màu. Mình sẽ lấy là bút màu màu tím này. Nãy giờ qua là rất nhiều câu hỏi, Hằng cũng có rất nhiều quà, nhưng mà cuối cùng chỉ còn có cây bút màu. Sau đây sẽ là câu hỏi. Con gì không bao giờ ngã hết? Mời Xuân Hào. Con lợn. Chính xác. Wow. Quà gì đây? Mắt quà. Bút màu. Bút màu rồi. Chúc mừng Xuân Hào. Cây màu xanh. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình. Cuối cùng ấy. Con gì không có cánh mà biết bay hết? Mời bạn Tuyết. Câu trả lời của mình là con cá chép. Chính xác. Yeah. Cá chép biết bay đâu. Thường ngày hàng năm thì ông Táo thường cởi cá chép để lên chầu Ngọc Hoàng. Đây là một cái truyền thuyết của nhân gian ở Việt Nam. Mình nên quay lấy quà nào. Quà gì đây? Mất lượt. À đúng rồi, mất quà. Mất quà. Vậy là chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã rất cố gắng và nỗ lực cho những cái đáp án. Xin chúc mừng. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.